Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại làm một cái clip khuyến mãi khi mua quay này. Thì hôm bữa cũng có một vài bạn nói với mình là làm clip sale quay Isofix. Thì cái quay này thì mình không có sale, nhưng mà mình sẽ tặng quà. Thì thật ra cái quay này lúc trước mình nhập giá nó rất là cao mọi người. Mình nhập vào lúc trước là 1.650.000, mà được tặng cái hàng này 1.650.000 mà được tặng cái hũ này nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ để lại giá là cũng 1.650.000 và mình tặng hũ này. Ngoài ra thì mình sẽ tặng thêm CLA hoặc là vitamin D3 luôn. Nó thì cái này nó có hai combo, một là cái kiểu vậy nó 1.650.000 là hết này luôn, hai là vậy nó bộ này thì gồm có quay rìu cao và vitamin D3. Còn cái này thì rìu cao, quay với lại CLA đốt mỡ, thì nó có hai cái sự lựa chọn nha mọi người. Do là lúc trước mình nhập cái này giá nó rất là cao cho nên là mình không có sell được. Bữa giờ mình cũng sell một vài món nó cũng bị lỗ, cho nên là cái này thì mình sẽ không sell. Cái này thì mình còn khá là nhiều quay này, nhưng mà mấy cái đồ tặng này thì mình còn rất ít, cho nên là anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Thì mình có để Facebook mình để là đường link ở bên dưới và cái số điện thoại mình để bên trên nha anh em. Thì anh em nào mà cần á, anh em mà cần trong cái mùa này á thì liên hệ mình nha. Đát, để mình chia sẻ luôn cái đát này, không phải là hết đát rồi đem nó sell nha anh em. Tất cả đều là đát năm 2022 hết. Này cũng vậy luôn, năm 2022. Quay này cũng vậy luôn nha anh em. Quay này thì mình chỉ còn vị sô-cô-la thôi, đát thì tới 22 luôn, rất là xa. Tất cả đều là hàng chính hãng nha anh em. Còn hàng vitamin D3 này thì của hãng MyRoutine. Thì cái qua cái hàng D3 này á, hôm bữa có bạn nói mình bán này mắc quá, thì hôm nay mình tặng luôn. Chê mình bán mắc thì mình lấy ra mình tặng luôn vậy nha anh em. Cái này, cái dạng D3 này lúc trước mình có review với anh em rồi nè. Cái viên nó giống như viên dầu cá. Đáp này thì nó tới tháng 9 năm 2020 thì nó cũng còn hơi xa cho mình sử dụng á, cho nên anh em cũng đừng có lo mấy cái này nha. Thì anh em nào mà cần cái combo nào thì cứ liên hệ với mình vậy thôi nha. Thì chắc là ngày mai hay là ngày mốt gì đó mình có về một lô hàng nhỏ Outlip với lại thằng EA của Nutrex, hàng chính hãng anh em. Thì cái giá thì từ từ mình sẽ cui hàng rồi mình công bố cái giá. Khi mà hàng về mình công bố giá cho mọi người nghe luôn. Nếu mà thấy được thì anh em ủng hộ mình nha. Giá thì nói chung là giá cũng tương đối vừa phải. Thì mình cũng có lời, nhưng mà mình lời chút đỉnh, rồi giảm cho anh em được phần nào thì giảm. Nói chung là mình có lời chút đỉnh, và anh em thì giá cả nó hợp lý thì anh em mua và ủng hộ mình vậy thôi nha. Rồi hồi chiều thì mình vừa mới đăng lên trên Facebook của mình, mình đăng lên trên trang cá nhân của mình đó, thì cũng bán được một bộ rồi. Thì CLA này thì mình nhớ hình như là mình còn ba hũ nữa. Còn cái này thì mình chỉ còn có một hũ này thôi. Giờ đem ra sale luôn, có ít đó thì sale ít, có nhiều sale nhiều nha mọi người. Thôi xin chào tạm biệt anh em nha. Cái clip của mình làm đến đây là kết thúc nha. Khi mà có hàng về thì mình lại làm clip, mình review và mình chia sẻ với anh em. Ai mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ mình bằng cách là bấm vào nút đăng ký nha, nhấn vào cái chuông kế bên để mà sớm nhận được những cái video về sale hàng hoặc là có khuyến mãi hay là có tặng quà đó. Thì mình cũng hay thường làm mấy cái video như vậy lắm, anh em nhớ đón và xem và theo dõi nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.